Bạn có biết Bradley Cooper nói được tiếng Pháp? Bạn có biết Jane Fonda nói được tiếng Pháp? Không những đỉnh mà còn siêu đỉnh luôn. Và bạn có biết Shakira cũng nói được tiếng Pháp khá là chuẩn không? Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh. Salut, je suis Thanh et bienvenue sur ma chaîne. Trong vlog ngày hôm nay, mình xin chia sẻ một số cái đoạn trích của các nhân vật nổi tiếng nói tiếng Pháp. Và qua đó mình sẽ phân tích một vài cái điểm như là ngữ pháp rồi phát âm. Mình hy vọng là video này sẽ giúp các bạn học tiếng Pháp một cách vui vẻ và thú vị hơn nhé. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sổ và một cây bút nha. Nào, mình cùng bắt đầu nha. Các bạn thấy tiếng Pháp của Bradley Cooper như thế nào? Mình thấy mở màn như thế này là khá xuất sắc. Về phát âm của bạn ấy thì khá là chuẩn rồi. Bạn nói ra thì mình hiểu ngay. J'habite ici à Paris. Câu này đúng hoàn toàn, không có gì để phân tích để nói cả. Qua câu thứ hai, mặc dù cái phần phụ đề nó ghi là J'ai passé le mois d'août, khi các bạn chú ý nghe kỹ thì anh ấy không có nói là J'ai passé le mois d'août mà anh ấy chỉ nói là J'ai passé le mois d'août. Và ở đây y là cái đại từ thay thế, là một cái pronoun nó thay thế cho nơi trú à Paris. Để một cái câu ở dưới mình không có lặp lại là J'ai passé le mois d'août à Paris thì mình nên thêm đại từ y vào để mình tránh cái việc lặp lại là à Paris. Cái câu đúng của nó sẽ là J'ai passé le mois d'août. J'ai passé le mois d'août. J'ai passé le mois d'août. Mais j'ai fait mes études pendant 6 mois là-bas à Aix. Và cái câu này cũng rất là chuẩn. J'ai fait mes études pendant 6 ans là-bas à Aix. Ở đây bạn dùng pendant thì rất rất là chính xác luôn. Tại vì là mình đã nghe nhiều người không dùng pendant mà họ dùng những cái từ khác như là pour hoặc là on thì không chính xác. Pendant là một trạng từ, một cái adverb để chỉ một cái khoảng thời gian trong quá khứ mà nó có mở đầu và có kết thúc. Tu sais, je peux communiquer, je sais que mon grammaire c'est débile, mais je veux communiquer et c'est pourquoi je fais de la répétition toujours. Je parle français avec quelqu'un qui va me parler ensemble tout le temps. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui parlent français. Cái đoạn sau này của anh mình sẽ không đi vào phân tích ngữ pháp hay là cách dùng câu của anh nữa, mà mình muốn các bạn chú ý tới cái mindset của anh, tức là cái tư duy của anh trong việc học mà cũng như là thực hành nói tiếng Pháp. Tại anh muốn nói là anh không có ngại mắc lỗi, ngữ pháp của anh cũng không có giỏi lắm, nhưng mà anh rất là muốn giao tiếp, lúc nào anh cũng muốn nói chuyện, muốn giao tiếp, nên là anh cứ cứ nói thôi, và khi nào có cơ hội thì anh sẽ nói tiếng Pháp. Tư duy này nó rất là hay và mình cũng muốn lan tỏa đến các bạn để các bạn mà học theo cái tư duy này để tiến bộ nhanh hơn trong việc học tiếng Pháp cũng như tất cả các ngoại ngữ hoặc là cái môn học nào đó. Đến cô Jodie Foster. Et aussi Robert De Niro, ils étaient tous à l'hôtel du Cap. Ils voulaient pas sortir, ils voulaient pas partir parce qu'ils avaient trop peur, parce que tout le monde disait que le film était trop violent. Et... Tiếng Pháp của cô Jodie quá chuẩn đúng không các bạn? Về phát âm thì mình không có gì để nói. Mấy cái câu này thì cô đang dùng để diễn tả một cái sự việc trong quá khứ. Thì cô dùng động từ thì quá khứ ở l'imparfait. Trong quá khứ thì mình có thể dùng imparfait hoặc là passé composé. Nó diễn tả một cái trạng thái nên là mình sẽ dùng imparfait. Và ở đây cô dùng những cái mẫu câu phủ định ne pas trong giao tiếp bình thường. Người Pháp họ sẽ lược bỏ đi cái từ ne và họ chỉ nói từ pas. Ví dụ khi mình viết thì mình sẽ viết là il ne voulait pas sortir, nhưng mà khi mình nói mình có thể lược bỏ từ ne và nó sẽ là il voulait pas sortir. Và bạn nhớ đó, thì cái cấu trúc ne pas là khi mình viết thì mình phải viết rõ là ne pas, còn khi nói thì mình có thể lược bỏ ne mà chỉ còn giữ lại pas thôi. Cách diễn đạt của cổ và cái cách của dùng câu á, chứng tỏ cổ có một thời gian rất là dài để học và sử dụng tiếng Pháp. Moi qui parlais français, j'arrivais à parler. Tại vì cái cách dùng của cổ rất là tự nhiên, cổ đã dùng được những cái cụm động từ như là arriver à, có nghĩa là đã làm được một cái việc gì đó. Mình đã có làm một cái video về những cái cụm động từ đi kèm với những từ à, thì các bạn có thể theo dõi cái video đó để biết thêm những cái cụm động từ và dùng tiếng Pháp một cách tự nhiên hơn. Je suis née à Paris. Mes parents ont travaillé comme avocates pendant 8 ans. Mes parents travaillent comme avocats pendant 8 ans. Bạn ấy nói tiếng Pháp cũng khá là chuẩn đúng không các bạn?
nhưng chỉ có duy nhất một cái chỗ pha không thì cái phát âm của bạn nó hơi giống tiếng Anh một xíu. Tiếng khác thì sẽ là pha không. Cái chỗ mà avocado ấy, bạn nói là ba mẹ mình thì cả hai người thì nó sẽ là avocado số nhiều cộng thêm s. Nhưng mà ở đây cái từ avocado này cái âm t và âm s đều là âm câm cả, nên là mình chỉ phát âm avocado thôi chứ không, nó không là phát âm avocat. Chỉ có chừng đó thôi, còn lại cách dùng câu của bạn ấy rất là chuẩn rồi. Oui, et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est fini, le Hollywood, je ne veux plus. Ouais. Mais j'avais besoin d'argent. Ouais. Alors je suis retournée et finalement, ça s'est bien terminé. Trong những cái câu của cô thì cô có dùng là j'avais besoin d'argent. Câu này cô diễn tả một cái sự việc trong quá khứ là cô đang cần tiền. Cộng động từ avoir besoin de, mình đã giới thiệu trong một cái video về những cái cộng động từ đi kèm với giới từ de, thì bạn nên xem cái video đó. Avoir besoin de, cần một cái gì đó hoặc là cần ai đó. Avoir besoin luôn luôn đi với giới từ de, avoir besoin de. J'ai beaucoup de gratitude, ça c'est en français, oui. Et franchement, j'ai toujours voulu être acteur, alors avoir la possibilité de travailler, travailler souvent, avoir la possibilité de payer Loyer. Mon loyer. J'ai beaucoup de gratitude. Gratitude đồng nghĩa với reconnaissance. Đều là những cái danh từ giống cái và có nghĩa là lòng biết ơn. Nhưng mà theo mình thấy thì cái từ reconnaissance nó được dùng nhiều hơn. Bạn này có ba là người Pháp và mẹ là người Mỹ. Thì về tiếng Pháp của bạn á, khi mà bạn phát âm thì nó rất là chuẩn, không có gì để nói. Nhưng mà sau khi xem qua một số video nói tiếng Pháp của bạn ấy thì mình thấy là bạn ấy thoải mái hơn khi nói tiếng Anh. Tức là khi mà nói tiếng Pháp thì có những cái từ mà bạn ấy không nghĩ ra thì bạn ấy lại chuyển qua tiếng Anh. Thì ở đây cũng vậy, là cái từ gratitude bạn ấy dùng từ này á, tại vì nó giống bên tiếng Anh hơn, là bạn ấy không có dùng từ reconnaissance. Il y a des moments où c'est je sens que ça changeait d'une manière. Đúng của nó là d'une manière, manière đó là danh từ giống cái, thì une manière chứ không phải là un manière. Bạn ấy hay bị nhầm giữa giống cái và giống đực, thì cái vấn đề này mình thấy là nó xảy ra khá là thường xuyên, và ngay cả mình cũng nhiều khi bị nhầm giữa giống cái và giống đực. Thì nó không sao cả, người ta vẫn hiểu thôi, nhưng mà mình nên chú ý giống cái giống đực để cái trình tiếng Pháp của mình nó lên một tầm cao mới. Il y a quelques mois, je pensais que je ne chanterai plus jamais. Il y a quelques mois, je pensais que je ne chanterai plus jamais. Bạn ấy dùng cái câu này rất rất là chính xác luôn. Chỉ là một cái điểm ngữ pháp mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Nếu mà cái câu hiện tại của nó thì mình je pense que je ne chanterai plus jamais. Ở hiện tại, cái vế theo sau của nó ấy, dùng tương lai. Thì khi bạn ấy chuyển qua một cái câu quá khứ je pensais que, thì cái vế sau của nó ấy, thì nó phải là tương lai của quá khứ, tức là le futur du passé. Thì muốn dùng tương lai mà ở trong quá khứ thì các bạn phải dùng cái dạng conditionnel. Hy vọng cái video này hữu ích. Mình khuyên các bạn là hãy tập theo cái tư duy của anh Bradley Cooper. Tức là các bạn đừng có sợ mắc lỗi, vì ai cũng sẽ mắc lỗi thôi. Ngay cả mình bây giờ đã trải qua rất là nhiều giờ học tiếng Pháp và đã thực hành nó hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, nhưng mà mình vẫn vẫn mắc lỗi. Nó không sao cả. Các bạn đừng có chú ý đến việc mình mắc lỗi, mà các bạn hãy tập trung vào cái người đối diện và tập trung vào cái thông tin và cái thông điệp mình muốn chia sẻ. Đó cũng là một cái tư duy mà mình đã áp dụng từ lúc mình mới bắt đầu học tiếng Pháp. Hy vọng bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ và bổ ích với video này của mình. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho mình một like và chia sẻ để nhiều người biết đến hơn, hoặc là đăng ký vào kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các vlog sau. Xin chào.